cho tôi hỏi. Thêm phòng. Cụ có gì nói đi, tôi đi mua cho. Anh không làm nữa, anh đừng quay. Không có gì hết mà làm nằm lên người ta hả? Tôi là người có tài, tôi có tâm và tôi có tầm. Anh nãy em nghe nó kêu anh bằng mẹ. Trời ơi, em nghe lộn á. Cái gì mất tích? Trời, sao không đi đón con? Con tàn bạo quá. Chồng con cái phong độ đẹp cao quá. Nó đi ra đường nó thấy gái, cái đằng coi so sánh, trời ơi, thôi vợ mình nó xấu vậy. Cô kia, cô là ai? Dạ. Kìa, cô bé, cô chồng người ta đang. Vừa trẻ hơn, vừa đẹp hơn nữa, vậy sao vợ mình không đẻ ta? Đẻ ra thế nào cũng đẹp hơn cặp vợ chồng kia. Làm sao cho vợ mình đẻ bây giờ? Google ơi, làm sao cho vợ em đẻ đây? Google! Trời ơi! Vậy cũng ra được nữa hả? Thức ăn tăng cường sinh lý phụ nữ, tôm càng xào lá hẹ. Hôm nay đi chợ mua được quá trời đồ luôn. Ôi, có tôm thẻ tươi nữa nè. Hôm nay mình sẽ nấu món tôm thẻ rang. Rau muống chục tươi rồi, tươi luôn, rau muống xào tỏi nè. Rồi lấy đầu tôm sẽ nấu với canh rau dền. Trời ơi, bữa nay mình sẽ có một bữa ăn cực kỳ hoành tráng. Buồn là cho mấy hôm trước suốt ngày cứ lo bày ra các chiêu trò. Ba là cây nến vàng, mẹ là... Ủa, chồng đi đâu vậy? Bí mật. Bây giờ nhiệm vụ của em chỉ cần tắm rửa sạch sẽ rồi nằm ì lên giường ngủ. Một chút anh về. À quên nữa. Ừ. Cho anh vai hai sĩ đi. Vậy anh định làm gì nữa vậy? Anh làm một chuyện bí mật, chuyện quốc gia đại sự cho gia đình mình. Quốc gia đại sự hả? Hai sĩ thôi là anh chơi tới nóc với em luôn. Gì mà tới nóc dữ vậy cha? Hai sĩ. Ha? Ừ. Tên này được rồi. Thôi không được. Anh nói hai sĩ thì chỉ được lấy hai sĩ thôi. Nè, hai sĩ. Tùng, làm gì đó? Làm hết hồn vậy? Làm gì? Tôi có làm gì đâu, tôi đứng đây. Tôi nhìn trời chơi được không? Trời hả? Nhìn trời xong lên trời đứng đứng đây làm chi? Tôi thích đứng lên dưới tháp, tôi ngó lên trên cao vậy được. À, hay là tính kiếm ai? Tự nhiên tôi phải kiếm ai? Kiếm Sương hả? Tôi kiếm Sương. Sương ơi, có người kiếm nè. Sương ơi, có người kiếm nè. Sương ơi, Sương, Sương. Kiếm Sương chị. Chứ làm gì? Tôi đứng đây tôi ngó lên trên trời chơi. Ra trời râm với để coi chừng nào trời mát đi lên phơi đồ. Ê nói thiệt nha. Đồ khùng, đồ điên. Tôi thèm kiếm mấy người lắm hả? Sao bếp này hư nữa rồi ta?
Trời, ai nấu cái gì đây? Trời đất ơi, mình mà không xuống là khét rồi. Nồi tôm kho quên mất là lát khét rồi sao? Rồi vậy nha, bye. Thơm quá. Trời mà ngộ nha. Để càng lâu á tôm như phình ra làm sao á. Nhìn tươi hẳn luôn á. Thử miếng này. Vừa ăn quá. Ngon quá. Hôm nay chở trời hay sao vợ mà đi vô bếp vậy? Trời ơi, kệ tôi. Nó muốn gì á? Bí mật. Hỏi Phong Long ai mà không trả lời. Ê, có ai khen cô vô duyên chưa? Thôi, coi như tôi rút lại lời khen đó nha. Dù gì cũng lấy được cái nồi xuống giùm tôi. Ngon lắm. Tính ra ăn cái kiểu này rẻ à. Vừa túi tiền. Biết vậy bữa giờ ăn càng tôm cho nó ngon. Nó đã nó xuống. Ngon quá. Sao hôm nay chồng ăn ít vậy chồng? Anh nấu chủ yếu để cho em ăn mà. Thôi, vợ đừng làm gì cả. Để đó một chút anh làm. Anh dọn anh rửa luôn. Chồng hôm nay bị sao vậy? Vợ hỏi có thiệt sao đâu. Bình thường mà. Mà anh hỏi nè. Em mới ăn cơm mà nấu xong á. Em thấy nóng nóng trong người. Nóng hả? Có, nóng, nóng lắm. Vậy là được rồi. Đi nha. Lâu. Đừng có giữ. Chị, nóng quá. Chồng bỏ tiêu nhiều quá. Nóng, cay lắm luôn á. Nãy giờ uống mấy ly nước rồi đó chồng. Tiêu nóng. Ừ. Đứng dậy. Hả? Đứng dậy. Ngồi xuống đi. Em có thấy trong người đê mê một chút không? Nó rào rực một chút không? Nó trái bỏng chút xíu không? Anh bị chậm mạch hả? Em có thấy muốn ăn anh không? Cái gì vậy? Hả? Không có. Chồng bị sao vậy? Chồng đừng có nói với em là lúc nãy chồng té nhẹ cái đó mà nó ảnh hưởng đến đầu óc chồng nha. Chồng có sao không vậy? Hả? Có sao không? Để giờ đưa chồng đi bệnh viện nha. Nhá. Không sao hết. Em sao? Sao kỳ vậy ta? Sao chồng? Lúc nãy anh mua con tôm mà bây giờ kho xong
nó còn như con tép vậy đó. Anh thấy nghi nghi rồi. Hồi nãy em ăn em thấy có hẹ em giống không? Không, chồng kho mà. Thôi đúng rồi. Hay Sương bệnh á, tôi gọi xe cấp cứu cho Sương nha. Sao người tôi nóng quá vậy nè? Tại sao vậy? Bộ sắp cứ bão hả? Đâu có đâu, ngoài trời đang mát lắm. Anh chùi tôi bệnh hả? Tôi có chùi gì đâu. Thì sao Sương nói Sương anh đi ra ngoài đi. Con người của anh mập quá. Anh vô đây làm tôi nóng rạo rực nó luôn rồi nè. Tôi sắp chịu không nổi nữa. Trời đất ơi, tự nhiên tôi chạy cho tôi lo cho Sương rồi kêu tôi mập. Tôi có mập đâu, tôi tròn đầy đặn với bụng, tướng con nhìn cũng được lắm rồi. Anh thích tôi lắm hả? Đúng không? Không có nha. Tôi quan tâm đến Sương, tôi nghe la tôi chạy vô thôi à. Đừng có không thích tôi hả? Tại sao vậy? Cái nồi tôm của tôi đâu? Nồi tôm. Nồi tôm kho của tôi đâu? Tôm kho là của anh hả? Trời đất ơi, cô còn hỏi nữa. Cô đàn bà con gái mà sao cô ẩu quá vậy? Cô xuống cô lấy cái nồi tôm của tôi lên cô ăn hết luôn mà cô không biết. Tôi thấy là tôi nghi nghi rồi. Tại sao cái nồi tôm đó tôi ăn vô người tôi lại nóng như vậy? Tại tôi thấy ngon quá tôi mới ăn hết rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà cái đó là cái gì? Cái gì? Cô hỏi tôi nữa, cô đàn bà con gái mà đồ ăn của người ta cô lấy lộn mà cô ăn cho hết luôn được vậy đó hả? Em biểu nó ngon quá làm gì? Tôi nói cho cô biết nha, cả công sức của tôi cả ngày hôm nay tôi đầu tư vô nó rồi. Cả thế hệ của tôi, con cái của tôi là trông cậy vô nó đó. Mà bây giờ do cô, tôi nói cho cô biết nha, vợ tôi mà không đẻ con trai cho tôi nha là tại cô đó. Con cái. Tôi cho cô biết nha, tôi mà bị đánh là tại ông đó. Tại sao ai lại muốn hại tôi? Mày đang bụng chứ mày cái gì hả? Tắm trước á không chợ không, còn nếu không vậy nè ngày mai á cô Sương nó ngủ nướng giống như mọi lần á, là bảo đảm cô Sương làm bây giờ đó giống như mọi lần đó. Cái nồi nuôi chanh nó muốn đi đâu đi nghe chưa anh, là như vậy là anh giết tôi.